Anh Embark Curry hàng ngày vẫn tự mình thu nhặt phế liệu và sắt vụn để tạo nên các tác phẩm nghệ thuật. Thay vì phác họa tác phẩm trên giấy, thì người nghệ nhân này tưởng tượng trước tác phẩm trong đầu và tiến hành nó. Những tác phẩm nghệ thuật đều mang những câu chuyện thực tế, phản ánh niềm vui, nỗi buồn, khát khao và sự thiếu thốn dưới nhiều hình thức khác nhau. Anne Buckley đã biến đam mê của mình thành nguồn thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình. Nghệ sĩ trẻ hy vọng rằng tác phẩm sẽ được những người đam mê cả trong và ngoài nước TDC công nhận.